không có gì làm cho tâm hồn một con người cảm thấy ấm áp hơn là tình cảm của những người xung quanh. Tuy chúng ta đang ở một đất nước phồn hoa, nhưng cũng không ít khoảnh khắc chúng ta cảm thấy lạc lõng tại một nơi đất khách quê người. Để kết thúc chương trình đặc biệt của chúng tôi, Thanh Trúc xin mời quý vị hãy cùng Thanh Trúc xem qua tiểu phẩm Tình Người Viễn Xứ để tìm lại được chút cảm giác ấm áp. Thời tiết bên này sao, có ấm hơn bên chỗ cậu Bình không? Dạ, ở bên đây ấm hơn bên kia đó chị. Ở bên kia nó lạnh lắm. Bây giờ mà em nghĩ hả, bên đó chắc là trời lạnh tuyết nó ngập đầu rồi đó chị. Ồ vậy hả? Dạ, chị ở đây mười mấy 20 năm mà đâu có bao giờ có tuyết. Cùng lắm là nó đông tí xíu đá trên kính xe hoặc là trên mặt đường thôi. Dạ. Ở đây mình là thung lũng mà nó thấp hơn mặt biển cho nên là không có tuyết. Ồ vậy nên hả, em cũng đã lo. Vậy thì cũng mừng, tại vì chị biết không, em á, là em bị thấp khớp nặng dữ lắm. Mà trời lạnh quá đó, là hai cái đầu gối em nó nhức chịu không có nổi. Ở đây vậy chắc là khu người Việt đông lắm hả chị? Mình ở đây là trung tâm người Việt mà. Đi ra mấy block đường thôi là mình nhìn thấy toàn là Việt Nam không à. Ừ, dạ. Ở chỗ em ở đi ra vài bước là có tiệm Việt Nam ăn rồi. Ở đây chợ búa Việt Nam nó nhiều lắm. Chị thì ở gần cái chợ mặt kia á, có nhiều hải sản tươi sống, rau cỏ nó cũng tươi lắm. Chị không có chạy xuống đây nhưng mà San Jose mình cũng nhiều chợ Việt Nam lắm, tha hồ mà mình đi mua đồ ăn. Ở đây có quán phở nè không cô Phượng? Ở đây thiếu gì tiệm phở, bên đó không có tiệm phở ăn hay sao mà hỏi vậy? Trời ơi, chị biết không, ở bên cũng có tiệm phở nhưng mà xa nhà của cậu mình dữ lắm. Mỗi lần cuối tuần á, thì cậu nó rảnh mới chở đi ăn mà chở ẹt hả chị ơi, ăn không có ngon lành gì hết. Vậy hả? Dạ. Ở đây thiếu gì tiệm phở ta hồ mà ăn. Bây giờ ở đây có dễ xin việc làm không cô Phượng? Trời, cái thằng mới qua mà không lo hỏi chuyện học hành, lo hỏi chuyện đi làm là gì? Theo chị thấy thì mình cũng nên cho nó đi làm chút, nó kiếm thêm chút tiền. Chứ em mà để cho nó rảnh rỗi quá rồi tối ngày nó chơi game, computer này kia riết rồi nó hư hỏng á. Dạ. Tới nhà rồi nè Minh ơi. Em thấy nhà bự quá hả chị hả? Ừ, nhà này bự mà rộng rãi lắm, khu yên tĩnh nữa. Vậy em thấy nhà bự vậy á, cho mướn một phòng để kiếm thêm. Chứ ở một mình chi cho phí phải không chị? Trời ơi, ông này ông giàu lắm. Ông có ba cái nhà cho thuê rồi, cho nên là không cần cho mướn gì đâu. Tại chị bạn thân của ổng á, cho nên là ổng cho Minh vô ở chung vui vui vậy thôi. Chứ ổng đâu cần tiền bạc gì. Dạ, khu này con thấy đẹp thiệt á cô Phượng. Khu này đẹp, yên tĩnh lắm. Thôi, mình xuống mình nói chuyện với anh Bob nha. Dạ, yeah, dạ yeah. Dạ. À, chào chị Phượng, khỏe không? Chào anh Bob, anh khỏe không? Tôi lúc nào mà không khỏe. Đây là hai mẹ con Minh mà em có nói với anh đó. Chào cô. Chào anh Bob. Chào chú. Chú chào cháu. Có nghe nói bạn của Phượng phải không? Dạ. Mời mời vô nhà, mời vô nhà. Dạ, 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 cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn. Nhìn mặt non trẻ mà con mặt già chát. Sao Minh, em thấy cái nhà này được không? À, Bình, con thấy nhà này được không con? Trời ơi, chị ơi, em thấy cái phòng vậy là được quá rồi. Tại thường mình cũng đi làm suốt cả ngày, chỉ về ngủ thôi. Em thấy vậy là được rồi chị, cảm ơn chị nhiều. Dạ. Con thấy sao con? Dạ, con thấy cũng được lắm á cô. Nó nhà nó có cái thảm á, tối về con trải mệt lên con nằm ngủ được rồi. Cảm ơn cô. Dạ.
chị thấy hai mẹ con em chị thương, chị tội nghiệp quá. Nhưng mà thôi ráng chịu cực, ráng chịu cực vài năm đi. Người Việt Nam mình ai mới qua cũng cực vậy đó. Nhưng mà chị thấy Bình sáng sủa, thông minh. Chắc là mai mốt làm kỹ sư bác sĩ rồi lúc đó Minh tha hồ được nhờ mua nhà lớn cho Minh ở. Dạ, thì em cũng mong có nhiều đó thôi đó chị. Thôi mọi người uống nước nghe. Dạ, uống nước con, uống nước của chị. Dạ. Uống nước chị Phượng nha. Dạ cảm ơn anh Bó. Anh khách sáo quá. Chị Phượng đây là chỗ quen biết. Nghe nói hai mẹ con mới qua, không ai thân thích, muốn tìm chỗ ở cho nên tôi mới cho share cái phòng này. Dạ. Chứ thiệt ra là cái nhà là nhà tôi ở, nhà mướn là mấy căn kia kìa. Nhà này có 3 phòng, tôi ở 1 phòng, 2 phòng còn trống. Thì 1 phòng giao cho hai mẹ con chị, còn phòng kia là của đứa con gái. Lâu lâu nó mới về nó thăm tôi 1 lần. Nó ở với má nó, nhiều khi tôi muốn đưa chìa khóa phòng nó cho ông Bình nó ở. Nhưng mà thôi tôi nghĩ lại tôi không đưa đâu. Dạ cảm ơn anh Bóp nhiều lắm. Thật ra thì từ xưa tới giờ ở Việt Nam là có hai mẹ con hủ hỉ với nhau quen rồi anh. Dạ cảm ơn anh. À còn cái vấn đề nấu nướng nữa. Nhà bếp đây nè. Hãy cần nấu gì thì chỉ cứ việc ra nhà bếp nấu nướng nha. Cái bếp tôi chưng. Chứ không nấu nướng gì hết trơn. Ở thân Bình nấu gì chị ơi. À, nếu vậy thì mai mốt mà tôi có nấu cái gì ăn đó, tôi nấu cho anh Bóp ăn luôn nha. Vậy tốt quá rồi. Nhờ có em mà bây giờ anh Bóp nhà cửa đông đúc, nhiều người tới, rồi có người nấu cơm cho anh ăn nữa. Vậy thì tốt quá rồi. Bây giờ cũng trễ rồi. Thôi em tới giờ em phải đi đón con em. Thôi Bình ra ngoài xe Bình coi tới có cái gì á. Con lấy đồ vô đây đi nha. Dạ dạ để con đi lấy đồ. Cảm ơn con. Thôi bây giờ chị về nha Minh. Dạ cảm ơn chị. Có gì ở đây đi rồi ngày mai chị qua đó chị chở hai mẹ con đi vòng vòng cho biết phố xá khu Việt Nam ở đây. Rồi sẵn rồi chị chở ra chợ mua ít đồ ăn về nấu ăn. Nhưng mà không sao đâu nha chị, tại vì em biết chị cũng bận rộn, phiền chị quá em ngại. Ui sẽ phiền cái gì, em qua đây ở chung với chị là chị mừng lắm, chị vui lắm. Mình dù gì cũng đồng hương, mình ở gần nhau, có gì mình giúp đỡ tâm sự này kia đỡ buồn. Thôi bây giờ ổn định chỗ ở vài hôm nữa đó, chị chở Minh đi vòng vòng coi có chỗ nào mà có việc làm á, mình tìm cái việc gì kiếm thêm chút đỉnh. Cảm ơn chị Phượng nhiều lắm. Thôi chị đi ha. Dạ cảm ơn chị Như Phượng nhiều lắm đó. Có gì trời, cảm ơn. Thôi em đi về anh Bóp. Dạ cảm ơn anh chăm sóc hai mẹ con Minh giùm em ha. Được để bà tôi lo. Sao vậy má? Thấy có lỗi với cậu á, tại vì cậu bảo lãnh mẹ con mình qua đây mấy chục năm rồi, hai chị em không có ở chung với nhau, mà bây giờ mình lại bỏ cậu mình đi dời qua đây ở thì mới thấy buồn vậy đó. Tôi tưởng má buồn chuyện gì, cái chuyện đó ở bên đó trời lạnh, mấy cái bệnh thấp khớp này của má hành má quá trời đó, thấy còn mờ nữa. Mở có cậu ở nhà thì mở giả bộ mở hiền, rồi không có cậu ở nhà cái mở ăn hiếp má con mình. Sao mà má chịu nổi? Con thấy qua đây là má con mình nó mới sướng hơn á chứ. Mai mốt á con hứa với má con mà đi làm có tiền á, con mua vé máy bay á hả cho má về thăm cậu hoài luôn, má chịu chưa? Cho mợ biết mặt ra, xấu mà đóng vai ác nữa. Thôi con đừng có nói vậy, cậu nghe cậu buồn đó biết không? Mà má cũng rầu quá. Bây giờ không biết ở bên đây có tìm được việc làm hay không. Tiền để dành đem theo thì cũng sắp hết rồi. Trời trời, chưa gì mà má đã làm nản lòng chiến sĩ rồi nghe. Con thấy ở đây người Việt thiếu gì. Bây giờ cái mấy cái khu chợ người Việt cũng quá trời luôn. Nè, trong cái cuốn báo hôm qua con mượn ở bên nhà cô Phượng qua đó, người ta đang tuyển người quá trời luôn đó. Có gì ngày mai con chạy ra ngoài con kiếm coi có ai mướn gì không thì con đi làm. Mà cái chỗ đó ở đâu vậy con? Thì cái khu chợ người Việt gần nhà mình, hôm qua cô Phượng cô chở mình ngang qua đó má, đi bộ chắc 15-20 phút tới à. Vậy ngày mai cho má đi chung với. Thôi má đi làm gì, ngày mai con có nhiều chuyện phải làm lắm. Con còn phải đi học cách đi xe buýt nè. Rồi ra ngoài cái mấy cái khu chợ đó hỏi coi có ai mà cần người không, rồi phải xin việc làm nữa. Má ở nhà đi. Vậy thôi cũng được. Cô Phượng có hứa là ngày mai qua chở má đi chợ đó. Rồi sẵn con nói là cổ giới thiệu việc làm cho má luôn đó. Vậy thôi cũng được. Mà mấy hôm nay đầu gối má đỡ đau chưa? Thì chừng nào trời lạnh má mới nhức.
ở bên cậu lạnh quá, má đau nhức quá trời, nhưng mà qua bên đây trời đâu có lạnh đâu nên hôm nay má không có bị. Dạ. Ừ. Vậy thôi má ngủ sớm đi, đừng có thức khuya, đừng có dọn dẹp nữa, mai rồi làm tiếp má. Má nhớ mang vớ vô ngủ coi chừng tối lạnh á. Ừ. Trời, thôi đi ngủ đi.